chúng ta đều quan tâm đến cái ngoài cái sức khỏe ra thì mình cũng phải quan tâm đến cái sắc đẹp nữa, đúng không ạ? Và vâng, và chúng ta đã từng nghe bạn Anh Lan chia sẻ những cái kiến thức về làn da, và chúng ta cũng thấu hiểu làn da, và từ khi mà mình hiểu rồi á thì mình cũng phải cần yêu thương làn da, mà mình yêu thương không thì chưa đủ, mà mình phải có kiến thức thì mình phải yêu thương đúng cách, đúng không ạ? Đúng không cả nhà? Và bây giờ mình sẽ xin chia sẻ với chúng ta tiếp cái chủ đề tiếp theo trong cái buổi sáng hôm nay, đó là những cái phần dinh dưỡng nhất cho cái làn da của chúng ta khỏe mạnh. Thì như chúng ta đã biết đó các anh chị ha, rõ ràng là khi mà mình cái chăm sóc da của mình không có chỉ là ở bên ngoài, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vừa học cái cấu trúc của làn da thì mình cũng đã hiểu được rằng là cái việc mà nuôi dưỡng bên ngoài, cho dù mà mình có can thiệp như thế nào đi chăng nữa thì nó chỉ chiếm là được 30% thôi. Và như vậy là 70% là ở bên trong các anh chị. Bởi vì chúng ta tưởng tượng đi, nếu mà tất cả các cái mỹ phẩm mà nó có thể là can thiệp được á vào cái lớp ở bên trong, có nghĩa là tới cái tầng là trung bình đi, thì tại vì bên trong đó mình mới thấy có mạch máu. Và nếu như mà mỹ phẩm mà có thể đi vào được bên trong mạch máu thì chuyện gì sẽ xảy ra các anh chị? Chuyện gì ạ? Nếu như mà không phải là những mỹ phẩm thuần chay, những cái mỹ phẩm tốt, mà là những cái corticoid mà đi vào cái mạch máu như thế thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Bởi vì như là hóa thì gọi là cấu tạo lên cơ thể của chúng ta rất là nguy hiểm các anh chị. Mỗi cái sẽ có những cái chức năng và những cái nhiệm vụ riêng. Vì thế khi mà chúng ta hiểu đúng rồi thì mình đừng có quá gọi là mong muốn các anh chị ha, mình sẽ có những cái giải pháp để mà giúp cho cái làn da mình tốt bằng những cái việc là chúng ta sẽ là can thiệp rất là nhiều bên ngoài. Và thấy là ngày hôm nay những cái viện dinh dưỡng đó các anh chị ha, và những cái mà viện thẩm mỹ nên như nắm không, đúng không các anh chị đó, và tất cả những liệu và giải pháp hầu như là can thiệp bên ngoài rất là nhiều. Và tôi nói chúng ta thấy rằng là cái lớp da mình nó mở lên, nó non hơn, nó tươi mới hơn, nhưng mà thực tế là sẽ làm hao mòn cái bề mặt bên ngoài của da và sẽ làm cho cái làn da của chúng ta mất đi cái hàng rào bảo vệ anh chị. Và sau đó thì chúng ta thấy là bỏ ra coi như là rất là nhiều tiền và nó chỉ đẹp được nhất thời thôi anh chị, đẹp được đâu đó vài tháng sau đó là trở lại đi cũ, và cách trở lại đi cũ mà nếu như là trả lại cái làn da bình thường thì không nói gì, đúng không anh chị? Đó, nhưng mà cái vấn đề là sau khi mà tốn coi như là rất là nhiều tiền rồi, nhưng mà cái làn da của chúng ta là bị tổn thương rất là nặng nề, đúng không nào? Thì cái đó người ta gọi là tiền mất tật mang, đúng không ạ? Đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy các anh chị thì mình mới nắm được là cái tầm quan trọng của cái dinh dưỡng bên trong đó. Tại vì là cái mạch máu của mình thì nhờ cái dinh dưỡng thì nó có cái dòng máu và mang dinh dưỡng đến nuôi trong cơ thể, nên cái 70% bên trong rất là quan trọng và rất là quyết định. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Hạnh đã gặp rất là nhiều những anh chị mà dùng những cái sản phẩm thì cái tiêu chí của một cái làn da gọi là đẹp theo các anh chị á, các anh chị thích là cái làn da đẹp hay là thích làn da khỏe các anh chị? Thật sự là mình nhìn một cái làn da các anh chị ha, có những người nhìn rất là trắng, nhưng cái trắng nó không hề khỏe, đôi mày thì tính trọn vẹn các anh chị, không phải là trắng là đẹp, nhưng mà làn da khỏe là làn da đẹp, đúng không ạ? Có thể là một cái làn da bánh mâm, một cái làn da non thôi, nhưng mà mình nhìn cái sợi kết cấu sợi collagen rất là đàn hồi, rất là săn chắc, thì đó cũng là làn da đẹp. Chứ mình đừng quá là tập trung vào cái việc là phải làm trắng lên được các anh chị. Và chính vì cái việc mà mình là cái người phụ nữ thì rất là thích là theo kiểu đẹp thật thì, và mình nhìn thấy rằng là có những cái chị đẹp theo kiểu là nó trắng toát lên và thấy được cả cái mặt nó li ti bên trong, là chứng tỏ là cái hàng rào da nó bị tổn thương rất là nghiêm trọng các chị ha. Đó, thế thì vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ cái dinh dưỡng cho làn da là cái gì các chị ha, để mình có những cái kiến thức đúng để mà mình có thể là chăm sóc cho cái sức khỏe làn da của mình. Đây là nhờ dùng năng lượng của chị Lai rồi đó. Rồi, và đầu tiên các anh chị thì cái dinh dưỡng mà quan trọng đầu tiên cho cái làn da đó là cái nhóm đa lượng. Thì cái nhóm đa lượng trong đó thì gồm có gì ạ? Đạm,
đường đấy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò của chất đạm là một cái thành phần thiết yếu và để tái tạo làn da và thúc đẩy nhanh lành bình thường. Anh chúng ta cứ để ý đi, nếu như mà mình có một cái tình trạng mà tổn thương da, một cái tình trạng mà nhiễm trùng da, chỉ cần chúng ta là cung cấp protein đầy đủ thôi thì nó sẽ có tái tạo và nó tạo thành một cái mô mới và nó làm cho cái làn da của chúng ta nhanh lành hơn. Và đã nói về mà da lông mắt không là phải nói đến protein không thể thiếu được, kể không có chỉ là da không mà tất cả các cái cơ quan khác trong cơ thể đều cần đạm mà, cho nên là không có nghĩ rằng là mình chỉ bây là mình muốn làm da đẹp nên mình mới uống đạm mà không đúng các anh chị ha. Cái làn da là cái mà thể hiện là ở ngoài cùng, tức là nó sẽ đi đứng cơ quan hết trước, ở bên trong trước, xương khớp trước, các cơ quan khác trước và biểu thị là đến cái làn da. Nên đôi lúc chúng ta sẽ nhìn thấy á, người ta gọi đây là cái mặt tiền đúng không ạ, mặt tiền sáng sủa đẹp thì mới ra tiền mặt được đúng không anh chị đó. Cho nên là chúng ta chăm sóc cái vẻ bề ngoài thì nó rất là quan trọng, và chỉ cần nhìn vào một cái mặt thôi của bất cứ một cái người đối diện chúng ta thì chúng ta đoán cái sức khỏe của họ trong những cái anh chị. Bởi vì là bên trong họ khỏe thì cái làn da họ thể hiện ra bên ngoài, cái thần thái nó thể hiện ra bên ngoài đúng không ạ? Và chúng ta thấy là chất đạm là một thành phần quan trọng nên cái kết cấu làn da, bao gồm có là chất đạm thì nó sẽ là nó sẽ có là cái bên trong nó có các cái collagen và các cái sợi elastin, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái sợi collagen và elastin đó chính là những cái sợi đàn hồi đúng không ạ? Đàn hồi làm cho bóc da nó săn chắc hơn. Và cái vẻ đẹp tính chất của làn da được quyết định bởi vùng đạm của sự hàng ngày, và các cái nguồn thực phẩm mà có đạm thì sẽ có trong đâu ạ? Thịt, cá, trứng, sữa và các cái loại và đặc biệt ở những cái lứa tuổi như chúng ta hiện tại đang tuổi đây đi nè, không phải là tuổi trẻ nữa, không phải là những cái em bé nhỏ nữa, thì mình rất là ưu tiên cái nguồn đạm từ thực phẩm anh chị. Và cái thực phẩm của mình là khoảng 50% và đạm hoặc là đâu đó là chỉ là 30% thôi nha các chị ha, chứ không phải là mình sẽ cố gắng là ăn cho thật là nhiều đạm, ăn rất là nhiều thịt, ăn rất là nhiều những cái chế phẩm từ động vật các anh chị, thì cơ thể lại tiêu tốn một lượng enzyme rất là lớn để mà phân cách các cái đạm đó vào bên trong và nó phải xử lý một mớ những cái cholesterol xấu nữa các anh chị, thì sẽ làm cho cơ thể các anh chị nha. Và tiếp theo á, tới một cái nhóm thứ hai nữa đó, cái chất béo, thì ưu tiên chất béo là phải cái béo lành mạnh. Nên chúng ta sẽ nhìn thấy khi một cái người mà nhìn họ có vẻ là tròn trịnh thì rõ ràng chúng ta thấy là cái làn da họ rất là căng cơ mà, rất là căng, rất là đẹp đó, mặc dù là hơi tròn một tí, thì đó chính là sao vai trò của béo đó các anh chị, vai trò của chất béo lên ngôi đó. Cho nên là có những người cái kết cấu mặt xương đó, nhìn nó hơi nhỏ, nó không căng hoặc là thiếu nước đó, thì nhìn cái làn da nó không có căng tràn sức sống các anh chị, thì chúng ta cũng phải là cần bổ sung những cái chất béo đó. Mình không phải là kiêng khem các chị không, nhưng mà mình ưu tiên cái chất béo tốt chứ không phải là những cái chất béo trên fat hoặc là những cái chất béo chuyển hóa, chất béo ở cái vòng ngoài các chị ha, mình hãy dùng những cái nguồn chất béo ở ngoài. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chất béo là cái thành phần thiết yếu của màng tế bào và cái chất béo chính ở da chính là ceramide các chị, để chúng ta vừa học đúng không ạ? Chính là cái cũng là cái chất béo ở dưới da của chúng ta, cholesterol và axit béo. Và đặc biệt đó, cái nhóm chất béo mà có trong omega 3 thì kiểm soát viêm rất là tốt, nên những cái anh chị mà có những cái bệnh lý về da và đặc biệt là bị mụn viêm mụn đó, đó thì mình dùng cái liều chất béo đó các anh chị ha, với cái lượng là gọi là tối thiểu là 30 gram trên ngày các anh chị, hiệu quả luôn trong cái việc mà chống viêm. Không có chỉ là ở da mặt không các anh chị ơi, nhưng mà cũng tốt hết các cơ thể mình luôn các anh chị nha. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái người mà thiếu bộ axit béo thì có thể dẫn đến các bệnh lý về da như là bạn nến này, trứng cá này, bong bảy này, hoặc là một cái làn da mất nước. Và cái nguồn mà cung cấp mà cái cá béo tốt nhất là chất béo tốt thì chúng ta sẽ thấy có ở đâu các anh chị? Ưu tiên ở đâu ạ? Ưu tiên từ từ cái con cá nào ạ? Đúng rồi, cá hồi anh chị ha, một tuần thì khoảng tầm là 200 g cá béo các chị nha, mình cứ ưu tiên cái nguồn béo có cá, và đặc biệt là cá hồi anh chị ha, thì chúng ta sẽ thấy là cá hồi thì không phải là rẻ tiền đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có những cái giải pháp để mình có thể thấy chị.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái nhóm là dinh dưỡng đó, cái chất bột đường. Thì á, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều người á, họ giảm cân và họ dùng rất là nhiều những cái giải pháp và họ tăng luôn cái nguồn tinh bột luôn các anh chị. Và cái phương pháp đó thì thực tế là theo cái quan điểm của bạn đó, thì thấy là không có tốt, mặc dù là rất là nhiều những cái giải pháp họ kiêng luôn chất bột đường luôn, nhưng mà rõ ràng là đã có chất bột đường mà cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta cũng phải cần đường nè. Các chị thử đi, trưa nay không ăn cơm xem mình có bị bột đường không, nhưng mà phải không đó, nhưng mà mình ăn bao nhiêu đó thì mình lúc đó thì mình sẽ tính ra theo cái lượng là coi như là nắm tay đó. Thì trong những cái loại sức khỏe thì chúng ta đã được học các anh chị không, còn riêng về cái sức khỏe làn da thì cái chất bột đường á là sẽ tổng hợp phần glycosamine các anh chị. Thì cái chất này này, cái chất bột đường này glycosamine glycan này á thì nó lại gắn cái phần tử nước các anh chị. À, chính vì vậy mà chúng ta khi mà bổ sung cái nguồn tinh bột được vừa phải thì á, nó cũng giúp cho cái làn da của chúng ta được căng, cái gì nó giữ nước mà nó gắn với một cái phần tử nước, nên chính ra trong cái công nghệ làm đẹp các chị, đặc biệt là tiêm filler, tiêm botox thì nó ứng dụng cái này các anh chị, nó ngăn nước đấy. À, từ cái thành phần là glycosaminoglycan. À, thì từ đây là làm lành, tiêm cái chất làm lành cho cơ thể các anh chị. À, và chúng ta sẽ thấy là nếu mà để tránh các không tốt với làn da thì mình sẽ hạn chế những cái thực phẩm mà có quá nhiều đường và những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, và đặc biệt là hạn chế sử dụng cái đường tinh chế các chị ha, và đặc biệt là trên những cái trường hợp mà mình làm có làn da đẹp luôn nhưng mà mình lại có những cái vấn đề về lý không được chẳng hạn, thì đặc biệt khi mà mình bổ sung các cái vùng mà đường như vậy á thì mình sẽ ăn luôn cả 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 coi như là mình đừng có ép, đừng có làm được hết sinh tố, và là để luôn cả cái trái cây đó mình ăn luôn các anh chị, thì trong đó nó có chất xơ à, thì nó sẽ là tốt hơn các anh chị ha, để hạn chế cái lượng đường gọi là tăng đột ngột ở trong máu á. Và tiếp theo thì tới cái dinh dưỡng, mình đã đi xong cái nhóm dinh dưỡng đa lượng các anh chị. Đa lượng thì gồm có gì ạ? Đạm, đường, béo đúng không ạ? Rồi tiếp theo tới cái dinh dưỡng vi lượng á, thì chúng ta sẽ thấy là đặc biệt mà nói đến làn da thì mình cũng không có thể nào thiếu được cái vitamin A các anh chị. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vitamin A này là một cái chất chống oxy hóa là tuyệt vời trong cơ thể luôn, và ngăn ngừa các cái tác hại của ánh mặt trời. À, và khi mà mình thấy những cái người mà thiếu A thì da có thể bị khô, bị ngứa, bị nổi mụn. À, không chỉ là tốt cho làn da mà còn tốt cho cả mắt, và kể cả cái niêm mạc đường hô hấp luôn, thì cái vitamin A thì nó cũng làm lại một cái tổn thương ở trong cái niêm mạc đường hô hấp và kể cả đường tiêu hóa luôn các anh chị, kể cả cái người bị viêm loét dạ dày. À, dùng vitamin A cũng rất là tốt chị ạ. Đó, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái dinh dưỡng là một cái gì đó mà là một cái tổng hòa của tất cả các cái cơ quan trong cơ thể, nên là mình dùng gần như là không có bị thừa các anh chị, không bổ cái này thì cũng sẽ được cái chị ha. Và tiếp theo là đến cái vitamin C, thì phải nói rằng sức khỏe về cái làn da thì cái vitamin C là chị em phụ nữ rất là quan tâm đúng không ạ? À, nếu mình không dùng nguồn này thì mình cũng dùng nguồn khác, ngoài cái việc mình mong muốn là làn da mình sáng khỏe đúng không ạ, đẹp đúng không ạ, và thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà kết hợp với lại thì vitamin C này cộng với vitamin C sẽ tạo sản sinh ra những cái collagen bẩm sinh của chính bên trong cơ thể của mình luôn. Còn nếu như chúng ta chích cái collagen chẳng hạn thì nó là ngoại sinh, tức là ở bên ngoài đem vào thì sao ạ? Nếu mà ngoại sinh á thì dùng nó hết thì thôi đúng không, có nghĩa là nó sẽ có cái thời gian, nó có cái thời gian của nó 3 tháng 6 tháng, nhưng mà nếu mà là đã nội sinh trong chính bên trong cơ thể mình, sản sinh của chính cơ thể mình thì tốt hơn các anh chị. À, chắc chắn nó sẽ tương hợp với cơ thể của mình. Còn mình mượn các cái nguồn nguyên vật liệu ở bên ngoài á thì á, cái cơ địa mỗi người nó sẽ khác nhau, nên nó cũng có những người có những cái phản ứng nhỏ được các anh chị, cho nên là mình sẽ chọn cái giải pháp nào an toàn nhất, hiệu quả nhất và đơn giản nhất được các anh chị. Rồi, và chúng ta thấy rằng là cái vitamin C đã được chứng minh là làm giảm thời gian mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng đường hô hấp trên cả cảm lạnh thông thường, ngoài cái da thì về sức khỏe luôn các anh chị ha, thì nó sẽ có trong những cái trái cây có múi như quả mọc kiwi, có cải xanh, rowena, ớt đỏ, và đặc biệt là các chị, một cái trái mà có hàm lượng vitamin C rất cao các anh chị, mà rất là rẻ luôn. Yes, sorry. Dạ. Trái gì nữa? Còn cái trái gì nữa?
chính xác đó các anh chị. Cái ổi hàm lượng vitamin C cực kỳ cao, nên cứ ngày nào cũng mua vài cái ổi về ở nhà cứ vậy ăn các anh chị ha. Cũng có thể là mình không bị vấn đề về đường huyết, nhưng mà ổi thì cái gọi là cái chất ngọt nó không quá cao, nên mình có thể làm được ép được các anh chị, tùy theo cái loại quả đó thì mình có thể làm được ép. Hàm lượng vitamin C cực kỳ cao, cao hơn cả cam luôn, vì mình hay đọc tưởng là cam là sẽ cao hơn mà biết là C cam rất là cao các anh chị. Và Dasseri là một ngày ăn 5 trái thôi là còn ngon hơn cả cái đá cherry rất là mắc tiền các anh chị. À, mình làm cherry, cherry là hàm lượng là vitamin khoáng chất cao, hàm lượng C cao, nhưng mà đá cherry các anh chị là còn nếu mà mình qua bên nước ngoài thì mình sẽ thấy đá cherry đó là cả có nghĩa là không có được quý lắm như đá cherry đâu. À, tại vì hàng mẫu cái người nhà vậy nhé, thì tới cái mùa mà không ăn cả xô mình đã có ngoài vườn đấy anh chị, mà mình nhìn ở Việt Nam mà gọi là mình chảy nước mắt luôn á. Dạ cứ đi là được đó, chảy nước mắt và chảy nước miếng luôn đó bạn. Rồi cái vitamin B thì á, chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam mình á, là một cái nước gọi là gì ạ, đất nước của mình là một cái đất nước là nhiệt đới, à không phải là vùng ôn đới hay vùng ôn đới, thì chúng ta thấy là tại sao mà tới những cái mùa nắng của nước ngoài họ thích về Việt Nam, tại vì bên họ đâu có nắng như Việt Nam mình đâu, và chúng ta thấy họ ra bãi biển họ nằm coi như là mực phơi với trời ơi bạn. Đó thì tại họ tổng họ là thèm khát cái nắng như ở Việt Nam để mà họ qua đây họ tranh thủ ở tắt tắt để họ hấp thụ cái vitamin D đó các anh chị. Bên nước ngoài họ không có nên họ thường phải dùng các cái bổ sung là chính đó, nhưng mà chúng ta ở Việt Nam thì có, nhưng mà sao sợ trốn hết ở trong nhà đúng không ạ. Nhưng mà nếu không có đi ra đường thì mình cũng phải đi ra rồi, bởi vì sao mình bao bọc hết trơn rồi, kể cả làn da của mình nó xuyên qua cái lớp chống nắng, mà nếu nhưng mà mình chống nắng tốt thì nó không xuyên qua được làn da luôn, thì chúng ta nếu mà tập tốt và cái mắt của vitamin D cao thì gọi là độ hoặc là cái mặt bằng che thì che các chị ha, nhưng mà nhớ là cái tấm mắt thì đều không biết để khỏi hại cái đôi mắt của mình. Và trong cái khung giờ là từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, không có nắng sớm các chị, không có vitamin D nào ở cái thời điểm đó hết đó, thì mình chỉ cần các chị 15 phút thôi, một tuần á 15 phút đủ sử dụng cho nguyên tuần được nào đó, giờ được mình có thể chia nhỏ ra 2 3 lần tắm 5 phút, 12 giờ trưa đứng ra trước nhà tắm để coi coi hàng xóm nhìn mình thì sao. Nhưng mà học rồi thì phải biết 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 là thời gian đó tốt các anh chị, chính xác là khi mà mình không thấy cái bóng của mình nữa, thời điểm đó là ăn tốt nhất là 12 giờ trưa các anh chị, rồi ra tắm 5 phút thôi, cứ cách 2 3 ngày lại ra anh chị ha, là có thể là mình không cần bổ sung luôn khi mà chúng ta có cái nguồn tự nhiên. Còn nếu như không, nhiều khi làm việc văn phòng giống như hồi nãy anh Lan có nói đó, thì nếu mà mình làm việc mà đi thì không coi như là không thấy mặt trời mọc, mà về không thấy về mới thấy mặt trời mọc chuyện đó, cả ngày làm trong máy lạnh luôn thì chắc chắn là nguy cơ về bệnh lý tức là nguy cơ về thiếu vitamin D và cao các chị, mình không có tiếp xúc với môi trường bên ngoài ở trong máy lạnh, biết đó thì mình dễ bị co mạch, lạnh lắm thì nó sẽ co mạch và rất là dễ nhiều những cái nguy cơ về những cái bệnh lý về về tai biến về mạch máu các chị ha. Rồi và cái nguồn thực phẩm từ từ lòng đỏ trứng hay sữa chua ngũ cốc cá mòi tôm cá hồi, nhưng mà ít lắm các anh chị, từ thực phẩm vitamin D rất là ít, và ngoài ra là có vitamin nhóm B thì trong đó có B2 B3 B5 B6 và biotin giúp chăm sóc cho cái làn da tươi trẻ, và đặc biệt là một cái vitamin E, à, là một cái chất chống oxy hóa và chống viêm các anh chị, và nó gọi là cũng là thần dược cho những cái chị em phụ nữ của mình. À, những cái anh chị mà thích làm đẹp thì rất là yêu thích cái sản phẩm vitamin E, à, nhưng mà cho là mình chỉ nghĩ là về làn da thôi, nhưng mà thực tế là vitamin E nó rất là nhiều cái vai trò cho cơ thể, chứ không chỉ là da đâu các anh chị ạ, nó là một cái chất đào thải độc tố là tăng trong máu, nó điều chỉnh cái hormone nội tiết và rất là nhiều những cái tác dụng khác của vitamin E anh chị. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy kẽm, kẽm là nó chiếm khoảng 6% lượng kẽm cơ thể nằm ở da, và nó hoạt động như là một chất chống oxy hóa và chống viêm luôn các anh chị, và đặc biệt nó loại bỏ được vi khuẩn và đầu thừa ở trên da của mình. À, nên chúng ta thấy là những cái người mà thiếu kẽm, khi mà mình bị những cái bệnh lý mà bổ sung đủ kẽm các anh chị, nó làm khô làm lành cái tổn thương và những cái mụn viêm luôn. À, và
khi mà mình thiếu kẽm các chị ha, thì chúng ta sẽ thấy là cái làn da nó sẽ khô và những cái bé dễ bị mụn chàm, những cái bệnh vẩy nến, thì chỉ cần bổ sung kẽm vô thôi cũng đủ được là cái làn da nó trở nên mềm mại trở lại anh chị. Kẽm là lợi hại ngay từ lúc chúng ta là mới sinh ra thôi, cái bạn nhỏ là coi như là thiếu kẽm cao lắm các chị, chỉ còn là bé nó biết ăn bổ sung tí xíu kẽm vô là tự nhiên là còn nó ăn kích thích, nó ăn cũng ngọt, nó bị rối loạn tiêu hóa, bổ sung kẽm vô nó làm tăng tổn thương niêm mạc và kể cả cái làn da. Nên chúng ta sẽ thấy là vai trò của mắt rất là quan trọng trong đời sống các anh chị. Và tiếp tục là tới selen các chị ha, selen là một cái chất chống oxy hóa và bảo vệ cái làn da của mình khỏi những cái tia UV ngoài, và thiếu selen nó liên quan đến nguy cơ ung thư này, thì cái nguồn selen này từ động vật da cầm, các loại cóc, hầu và cá ngừ, và cả sản phẩm từ sữa. Bây giờ chúng ta thấy học sao có làn da không mà nhiều thứ quá các chị ha, còn đâu đó nghe người ta nói uống của cái viên gì đó là đẹp da trắng da, cái thật vừa có cái anh chị, mà nếu vậy thì có thiệt không, có không các chị, uống một cái viên nào đó mà nó đầy đủ tất cả hoặc là cũng cái mà nó đẹp da thì hẳn nghĩ là nó chỉ là một phần nào đó thôi, hoặc là nó cực thiện một cái giai đoạn nào đó thôi. Rõ ràng nãy giờ là mình đi qua thấy là nhóm chất là đa lượng vật gồm có là đạm đường béo này, tới vi lượng là mình thấy là có C này, có E này, có kẽm này, có selen này, rồi chưa kể chị ha, thì chúng ta sẽ cần có cái dưỡng chất thực vật nữa, rất là nhiều chất để giúp cho một cái làn da của mình thật khỏe. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái loại nào đó mà thì gọi là tốt, một cái viên nào đó mà cần dùng muốn vào mà nó là da mà đẹp thì mình có vậy, hoặc là cái hiệu quả nó tức thời hay sao đó, tại vì mình chưa có trải nghiệm những cái sản phẩm giống như vậy. Nhưng mà Hạnh nghĩ rằng là khó lắm chị, vì một cái thứ nó sẽ đóng một cái vai trò riêng biệt riêng, và cho dù là dưỡng chất hay chẳng hạn nó dùng nó tốt cái tôi chăng nữa, mà mình dùng những kiểu chất thực vật thì da cũng không khỏe được, mà là sức khỏe nó tốt lên, mà mình cái nhiều yếu tố anh chị. Rồi cái dưỡng chất thực vật này thì chúng ta sẽ thấy là nhiều cái nghiên cứu và họ đã chứng minh các cái dưỡng chất thực vật có khả năng chống viêm, chế quá trình sinh ô và chế quá trình lão hóa do ánh sáng các anh chị ha. Và nhiều bằng chứng khác cho thấy là việc cung cấp dưỡng chất thực vật thì giúp ngăn ngừa tình trạng da tổn thương khi mà tiếp xúc với tia UV. Thì mình rất là rõ ràng. Bây giờ trưa nay trời trời nắng, ta thử đi ra ngoài đường thử xem là mình có cảm thấy là mệt mỏi không, hoặc là ở một cái thời tiết là nó coi như là quy độ chẳng hạn đi, thì mình có bất khỏe không đó. Nhưng mà tại sao cái cây nó sống quanh năm suốt tháng ở ngoài trời nắng các bạn, thế nó rất là xanh tươi đúng không nào, bởi vì là cây nó có cái thành phần dưỡng chất thực vật mà người mình thì lại không có, mà mình con người mình rất là thông minh, không có thì đi mượn thì xin đúng không nào, thì xin từ trong cỏ cây từ trong thiên nhiên đem vào để uống để cho có dưỡng chất thực vật chống cái tiêu UV bên ngoài đó. Chúng ta thấy dưỡng chất thực vật tuyệt vời mà. Và chỉ cần 10 năm trở lại đây các anh chị, khoảng 10 năm trở lại đây thì mình nghe cái cụm từ chất thực vật nhiều, nhưng mà trước đây thì gần như là mình không có cái gì đó các anh chị ha. Đó thì ngày hôm nay mình cũng nên quan tâm đến cái cụm từ này các anh chị, bởi vì không chỉ là da, không có tế bào của chúng ta, nếu mà có những chất thực vật là cũng rất là khỏe mạnh. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới đến nước, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị thần hộ mệnh cho cái sức khỏe của chúng ta là sức khỏe làn da, đó chính là nước đúng không ạ, bởi vì là 70% các cấu trúc của làn da là nước. Tại sao mà các anh chị lại hay nghe một số người thân xung quanh mình nói là mình uống rất là nhiều nước, thậm chí tính ra yêu cầu và tối thiểu nó tuy là bình thường mình một người khoảng 2 lít trên ngày, nhưng mà thực tế là một sáng sáng ra thì mình sẽ tính toán lại, có nghĩa là cứ 10 gram nó thì là 100 ml nước, mà cứ vậy mình nhân lên theo cái độ cơ thể, thì có người là uống nước đi các anh chị nói đến nước là nước đi các anh chị ha, thì uống nước sao đồng thậm chí là 2 lít rưỡi 3 lít luôn, nhưng mà da vẫn bị khô. Các anh chị có thấy được trường hợp đó không, gặp rất là nhiều khi chính bản thân cũng vậy luôn, và có bao giờ mình ra cái câu hỏi không? Dạ có mà rồi có không các anh chị, rồi các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi và từng trả lời luôn chưa, có trả lời là tại sao uống đủ nước mà da vẫn khô? Dạ rồi như vậy có thể là do cái cách uống của chúng ta, khi mà mình
này mà lúc còn rất là đứng út như thế này và rồi thì nó đâu có ngọt tới làm gì đâu, ngồi xuống đại bàn lại nhìn nhai, lại nhìn ăn nhai nhai đó các chị, đó thì nó tác động trong cái tế bào của thể chúng ta rồi. Và một cái lý do khác thì cơ sở khoa học nghĩ là khi mà chúng ta thiếu cái beta carotene và chúng ta thiếu vitamin E thì nó không có giữ được lại cái lipid ở trong da. À, thì làm cho cái làn da của mình á, nó không có được đẹp, nó bị khô, nó không có mỡ màng nữa các chị. Thì cho nên là mặc dù bạn cũng nhiều nước nhưng mà da nó không đẹp, tức là bỏng nó khô là nó có thể là nó thiếu hai cái nguồn đó rồi. Đó thì mình sẽ xoay xung quanh lại cùng tìm cái nguyên nhân các chị ha. À, tiếp theo thì một số cái sản phẩm dinh dưỡng quý vị các chị, giống như Hằng nói có nghĩa là cái dinh dưỡng nền tảng thì bao gồm có gì trong cái nhóm chất mà đa lượng các chị vừa có là đạm và cái chất béo tốt và vitamin khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Vậy mà khi mà nói là chúng ta cần phải bổ sung E, bổ sung C, bổ sung selen, bổ sung kẽm, bổ sung rất là nhiều những cái nhóm chất thì có thể là gói gọn trong cái hợp tác với các chị ra. À, thì đặc biệt là trong đề phát là phòng dưỡng chất thực vật nha. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái thực phẩm protein thực vật tại sao mà nó ưu việt hơn những cái protein thực vật nha, là bởi vì sao ạ? Nó có chín cái axit amin thiết yếu và cái chỉ số hấp thu, nhất là cái chỉ số BDCA là bằng 1, có nghĩa là khi mà mình dùng vào trong 10 gram nó có 8 gram đạm đi thì sẽ hấp thu toàn bộ vào tăng là 8 gram đó luôn, và không cần bất cứ một cái trung gian, không cần một tiêu tốn một tí enzyme nào của cơ thể nữa hết để chuyển hóa cái đạm đó vào trong cơ thể. Bởi vì khi chúng ta ăn cá ăn thịt, ăn cái gì cơ thể mình nó không hiểu là cá hay là thịt mà nó chỉ hiểu là đạm thôi thì nó sẽ xử lý các đạm. Thì khi chúng ta uống cái này nó cũng sẽ hiểu là đạm nhưng mà nó vẫn xử lý. Thì đó, cơ thể chúng ta sống mà không có bị tiêu tốn enzyme thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là cao các anh chị ha. Enzyme cũng như là hoạt sống của cơ thể các chị. Và chúng ta sẽ thấy là một nhu cầu quý vị là bao nhiêu các chị của đạm, nhu cầu khuyến nghị người là bao nhiêu gram trên ngày, bao nhiêu gram trên kg các chị ha. Dạ, chính xác là 113 gram trên kg cân nặng, nhưng mà thường là chúng ta sẽ quy đổi thành 1 gram trên kg đi cho nó đơn giản hơn các chị ha. Thì từ đó thì chúng ta sẽ tính toán lên là theo cái số ký của mình thì mình sẽ cần dùng bao nhiêu đạm trên ngày. Nhưng mà da đẹp hơn, thương cơ thể hơn, có thể nhích lên 1,2 1,4 gram đạm của thực vật thì được không các anh chị? Được không ạ? Quá là được luôn rồi. Và cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Nutrilite double các anh chị ha, thì chúng ta thấy rằng là nó công bằng 5 nhóm màu sắc các anh chị. Bởi vì bình thường chúng ta ăn rau củ quả trái cây chúng ta ăn chỉ có một màu xanh thôi, và ở Việt Nam đặc biệt là chúng ta rất là thiếu cái rau màu tím, rất là thiếu. Cho nên là khi mà chúng ta bổ sung như thế này thì hành thấy rằng là mình đỡ đau đầu và mình đỡ mệt mỏi về tính toán ăn gì uống gì các anh chị, rất là khỏe. Mà đặc biệt là trong cái hỗn hợp đặc biệt này nó có cái công thức độc quyền chứa phytoprotein từ hương thảo về và đậu ta ba tay. À, nó làm cho cái tác dụng bảo vệ và chống cái gốc tự do rất là cao các anh chị ha. Nó có tác dụng liên đồng và tăng hiệu quả lên rất là nhiều lần. Đây là công thức độc quyền của các anh chị. Và chúng ta sẽ thấy này, cái vai trò của những chất thực vật bình thường đó, khi mà da chúng ta tiếp xúc với những cái tia UV bên ngoài các anh chị ha, rõ ràng là cơ thể mình sẽ sản sinh gốc tự do này, phá hủy DNA này, sản sinh tia lưu kim 10 này ha. Thì cái này nó sẽ làm cho suy yếu cái miễn dịch của chúng ta và nó sẽ kích hoạt cái chuỗi ứng viêm tăng sinh chuyển dạ, căn bản là tiếp xúc với tia UV nhiều cũng gây nguy cơ ung thư biểu mô anh chị ha. Nên á, khi mình học một hiểu rồi về nhà đừng có đem mấy cái đứa nhỏ nhà mình mà dưới 1 tháng đem ra ngoài tắm nắng vào cũng có thể trước 9 giờ sáng anh chị ha, nguy cơ ung thư da rất là cao. Vì lúc đó chẳng có cái vitamin D nào cả các chị ơi, và độc hại thôi, UVA thôi, không có UVB anh chị ha. Đó khi mình học thì mình sẽ có kiến thức về giúp cho gia đình của mình. Thì chúng ta thấy rằng là nhưng chỉ cần có cái dưỡng chất thực vật đây thì nó sẽ chặn đứng cái quá trình này lại các anh chị. Khi mà có dưỡng chất thực vật thì sao ạ? Nó là một cái chất, cái màng bao bên ngoài để bảo vệ cơ thể của chúng ta chống hết những cái tác nhân từ cái tia UV các anh chị. Nên là đi đâu xa ha các anh chị ha, uống một liều tập thôi, yên tâm tự tin nhắc thoải mái đúng không các anh chị?
Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái đất ít này nó sẽ có nhiều nhiêu ạ? 12 vitamin, 10 khoáng chất và 22 loại trái cây rau củ thảo mộc và cân bằng các nhóm màu sắc các anh chị ha. Và đặc biệt là trong đấy nó sẽ có 3 set. 3 set là vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thì cái một set thì chúng ta sẽ dùng 3 viên các anh chị nha. Vì sao ạ? Vì sao ạ? Có điều này bởi vì hạt đã có ít nhất là có hai người quen đã dùng nhầm các anh chị. Vì là về nhà thấy một ít ba túi dùng hết túi này dùng qua túi kia các anh chị đó, dùng hết cái túi vitamin rồi dùng hết túi khoáng chất rồi dùng hết túi thực vật, cho nên là mình phải hỏi và mình phải khui ra để cho là cái người thân người quen của họ sử dụng và mình phải hướng dẫn thế nào nó sẽ có một cái đặc biệt ra sao các anh chị ha. Đó và đặc biệt chị Hằng thấy là cũng có một số anh chị là thích là tự nhiên là khi mình pha trong nước cái hỗn hợp này ra mình thấy cái màu sắc nó đẹp, uống thấy nó ngon luôn, nó phải làm demo đúng không ạ? Đó, nhưng mà mỗi cái viên vitamin, mỗi cái viên khoáng chất và dưỡng chất thực vật nó tan ở những vị trí khác nhau trong cơ thể các anh chị, nên tốt nhất tuân thủ theo nhà sản xuất đóng gói cứ để dạng nguyên viên còn tốt hơn các anh chị ha. Và tiếp theo là với một cái sản phẩm đó là omega 3 là một cái chất béo tốt rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta. Hiện tại đây là rau bị bụng các anh chị và sắp tới tháng 8 các anh chị ha, chúng ta sẽ chào đón một cái omega 3 mới ra mắt. À, với cái hiệu quả tăng gấp 3 lần các anh chị so với lại cái omega 3 ở thời điểm mà hiện tại chúng ta đã có. Chúng ta hãy chờ đợi tháng 8 các anh chị ha, bởi vì nó có kết hợp các cái công nghệ đó và nó làm cho cái phần nhũ tương mắc chất béo của các anh chị hòa tan rất là dễ dàng trong cơ thể. Tại vì chúng ta hãy tưởng tượng vào bên trong dạ dày đó, những cái mà omega 3 mà không được nhuận tương á thì cái lớp béo thì nó sẽ nổi lình bình lên trên đúng không ạ? Đó, nhưng mà khi mà được có cái công nghệ nhuận tương thì nó sẽ trộn lẫn bên trong dạ dày và hòa tan hết các anh chị. À, hiệu quả tăng gấp 3 lần và hàm lượng rất là tối ưu các anh chị ha, chỉ cần khoảng tầm nửa tháng thôi chúng ta sẽ được chào đón sản phẩm omega 3 mới. Và tiếp theo á, cái dinh dưỡng hỗ trợ cho làn da cũng không thể nào là thiếu C, thiếu E và collagen F2 các anh chị. Thì trong cái E này các anh chị ha, đặc biệt thì chúng ta ra bên ngoài và chúng ta mua những cái sản phẩm E, chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ có là E đó. À, vitamin E không đơn thuần thôi, nhưng mà trong cái hộp vitamin E của Nutrilite này các anh chị không chỉ có E không mà còn có là selenium nữa các anh chị, có là bột ong khô ngò tây nữa. Các anh chị là một cái chất chống oxy hóa rất là tốt luôn, và selenium này sẽ kéo một số cái kim loại nặng ở bên trong cơ thể của mình các anh chị. Đó thì chúng ta dùng một viên và có cái máy tác dụng của chị ha, nó khác hoàn toàn so với bên một số cái sản phẩm vitamin E khác các anh chị. Và đặc biệt là vitamin E này thì chúng ta không cần phải là uống và ngừng và nghỉ gì đâu. À, nhất là phụ nữ hãy thương bản thân của mình, không được rời bỏ cái viên E này nha các anh chị. À, rửa mà chị hiểu chẳng rất là tốt đúng không ạ? Đó, thì sau khi chúng ta dùng chắc nhất là tới hộp, anh đảm bảo là sau cái hộp thứ hai thôi là mình đã cảm nhận được rất là rõ ràng. À, những cái phần nào khô thì trở nên là được ẩm hơn đúng không nào, làn da mình cũng trở nên sáng hơn và tự nhiên nó là cũng gặp cái hóc khô và nó làm cho mình rất là vui vẻ các anh chị. À, dùng tới cái hộp thứ hai, mình kết thúc hộp thứ hai chắc chắn sẽ có cảm nhận. À, và sau đó là mình tiếp tục cứ duy trì, bởi vì hàng ngày chúng ta cứ quan tâm là C thôi và ít quan tâm đến E lắm, nhưng mà không chỉ có nữ quan tâm, nhưng mà nam thì có quan tâm không? Ủa nam cũng có hormone mà testosterone đó đúng không nào? Ủa cho nên nam cũng rất là cần E. Và đừng có nói rằng là tới cái tuổi gọi là qua cái tuổi sung mãn, qua cái tuổi tiền mãn kinh thì đâu cần E không. Các chị ơi, hãy tưởng tượng một cái cây không có hormone ở bên trong, không có cái mạch nuôi nuôi sống, chỉ là một cái cây khô và bên trong không có sức sống. Mặc dù chúng ta đã qua những cái tuổi đó, à, nhưng mà chúng ta cũng cần cái nguồn sống các chị ạ, à, cần cái sự gọi là năng lượng đúng không ạ? À, cho nên là cái vitamin E nữ và nam đều rất là cần bổ sung các anh chị, đừng bao giờ bỏ qua cái viên này là mình rất là có lỗi với cơ thể của mình các anh chị. Rồi tiếp theo là tới vitamin C các anh chị ha, thì nhu cầu khuyến nghị là một ngày chúng ta sẽ cần là 1 gram. Mà anh thấy rằng là đặc biệt là vitamin C thì những cái vitamin thì nó sẽ rất là dễ bay hơi, à, khi mình nấu nướng thì rất là dễ mình. Rồi trái cây á, thì bây giờ mình đâu có được ăn mà gọi là hái xuống cái là ăn liền đâu. Đó thì đã cũng đạt qua mấy ngày ở tại siêu thị ở tại chợ thì cái hàm lượng C nó cũng đã giảm xuống, à, nên là mình có thể là cũng là ăn ở bên ngoài và mình bổ sung thêm các dạng vi tùy theo cái nhu cầu ăn của người đó mỗi ngày thì mình sao tích được 1 gram là mình đang chị ha.
một gam của vitamin C hai hiện tại là 250 mg thì còn khoảng oxy trên này cho một cái liều khuyến nghị. Còn nếu cái liều điều trị 12 viên C bằng bình sinh các chị đó, khi mà chúng ta có những cái vấn đề về viêm họng, viêm amidan, có thể là tăng cái liều C lên, nếu mà thay 3 liều kháng sinh thì 36 viên trên ngày thì chúng ta có dám dùng không ạ? Thì cứ thử trải nghiệm đi các anh chị, bởi vì hẳn có những cái đường bị mắc của bệnh phẩm đó là hẳn đang mang bầu bé thai nên là không thể dùng gì vào thời điểm đó hết, và chính là dinh dưỡng là cứu hạnh qua cái thời kỳ mà COVID rất là kinh khủng đó, thì hẳn ta cũng dùng dinh dưỡng hết, không dùng bất cứ những cái loại kháng virus nào, kháng viêm nào. Anh chị hẳn đã có trải nghiệm rồi, cái đây là trải nghiệm của hẳn thôi nha, còn các anh chị thì cứ tự tự trải nghiệm anh chị ha, bởi vì chúng ta hiểu một chuyện đó là vitamin á, nó không có dự trữ đâu, khi mà chúng ta dùng thừa thì nó tự đào thải qua nhiều nguồn nên đừng có sợ dư anh chị ha. Và tiếp theo á, một cái sản phẩm rất là chiến lược nữa để chăm sóc cho cái làn da khỏe đó chính là collagen peptide các anh chị. Thì chúng ta thấy rằng collagen này nè thì nó là một protein, chính là nó cũng là cái chất là protein đó, cho nên là rất là nhiều người đặt câu hỏi là vậy đó, uống protein khỏi uống collagen được không anh chị? Được mà, ủa cái nào ra cái đó chứ, mà mặc dù nó là như vậy nhưng mà chị ha, và chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái axit amin khác, collagen sẽ có axit amin duy trì khác anh chị. Đây để mà giải cái câu nói đó các chị ha, thì chúng ta sẽ thấy rằng là collagen này các chị ha thì nó có phân tử là dài và diễn ra trong gần ba cái polypeptide. Polypeptide thì nó sẽ có những cái axit amin ha, nhiều axit amin các anh chị đó, thành polypeptide, và polypeptide này sẽ là gọi là protein đó, thì nó sẽ có là ba cái polypeptide nó sắp vào lại thành cái cấu trúc như là cái sợi dây thường bền chặt các anh chị ha, và trên mỗi cái chuỗi đó thì nó sẽ có những cái axit amin thường đó là sẽ là glycine, proline hoặc là một cái axit amin khác, các anh thấy có trong protein amylin các anh chị đúng không, chính là sẽ là mình đi đúng không, thử coi lại đi nhá. Cho nên là mình sẽ thấy rằng là tại sao giờ bổ sung protein không được không khỏi khỏi protein thì đâu là câu trả lời các anh chị, một cái nó sẽ có những cái công năng duy mỹ nó không có các chị ha, đây và một cái axit amin khác có thể là hydroxyproline hoặc là cái alanin, nên tại sao các anh chị những cái trải nghiệm collagen và bọc rất là ngon, bởi vì nó có cái alanin đó các chị, tổng hợp serotonin đó, cho nên là mình ngủ rất là ngon. Thực tế là sẽ không có bằng chứng lâm sàng nào nói rằng là sáng uống tối gì đó là tốt hết, nhưng uống bất cứ lúc nào, nhưng mà cái gọi là cái kinh nghiệm như cái trải nghiệm của bản thân thì thấy là buổi tối thì cũng ngon đó chị, rất là ngon. Hoặc là nó sẽ có những cái cấu trúc như là glycine hoặc là một axit amin khác hoặc là hydroxyproline các anh chị ha đó, và chúng ta thấy các sợi polypeptide này xong vào với nhau tạo thành là cầu ba vòng sáng tạo dây thần các anh chị đó, cho nên collagen nó sẽ có nhiệm vụ riêng collagen, và có khoảng là 28 loại collagen, và nó có đặc biệt là chúng ta trong nó có bốn chính là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ ưu tiên cái loại số 1 collagen thứ một các chị ha, và những cái thực phẩm hỗ trợ tập hợp collagen thì gồm có là C nè, nó cũng sẽ tăng sinh tổng hợp collagen hoặc là prolin nè, thì nó sẽ có nhiều đâu ạ, nhiều trong trồng canh trứng, cho nên chúng ta thấy là những cái bọc viên có thể hình thì họ thường ăn trong canh trứng các chị ha, rồi cái lysine thì tìm thấy nhiều trong da lợn, da gà, nước dùng xương, nên thực tế nếu như cái nước dùng mà chúng ta thấy ở bên nước ngoài người ta hay dùng cái nước từ từ cái mỡ vịt mỡ gà mà những cái nguồn mà chất lượng các chị, và họ để cái nước đó họ để trong tủ lạnh, sau đó khi họ cần nấu gì họ lấy cái nước dùng đó ra họ dùng, nhưng nếu cái nguồn đã được kiểm soát tốt thì nó chính là glycine đó các chị, thực tế là nó sẽ tốt, nhưng chẳng qua là do sao ngày hôm nay mình đã nuôi cái con gà những cái loại mỡ đó mình đã nuôi công nghiệp rồi, theo kiểu như là những cái chế phẩm ban đầu đã không tốt nên mình e ngại nó cái gì, chứ thật ra là nó là tốt chứ không phải là xấu các chị ha. Chúng ta sẽ thấy rằng là riêng cái collagen peptide các chị thì á, nó sẽ tắt quá trình tiêu hóa và thu cái axit amin, và nó sẽ cung cấp cái nguyên liệu để tổng hợp lên collagen, và đặc biệt cái collagen peptide thì nó sẽ là tăng sinh cái nguyên bào sợi để mà sản sinh collagen, cái nguyên bào sợi chính là những cái sợi elastin, những cái sợi là collagen và cái axit hyaluronic các anh chị đó, và mình giúp sản sinh collagen. Và chúng ta sẽ thấy đặc biệt đó, trong cái collagen peptide ring đó ha, của Nutrilite
thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái collagen từ là oligobectide cá biển nè, có từ bectide đậu nành, và có trong chiết xuất hoa cúc. À, thì á, cái thành phần collagen của Nutrilite sẽ khác biệt so với một số cái collagen bên ngoài, các anh chị ha. Collagen của Nutrilite là ở dạng là thủy phẩm chị, và chúng ta sẽ thấy rằng là từ cái oligo từ cá biển thì nó sẽ kích thích tăng sinh các cái vi màng sợi, và nó có vai trò là sản xuất collagen tổng hợp axit hyaluronic anh chị. Rồi cái bectide đậu nành thì nó cũng là tổng hợp collagen và giúp cho tăng cái độ đặc của da, và đặc biệt là cái chiết xuất từ hoa cúc anh chị, hoa cúc la mã. À, thì cái này thì nó sẽ giúp cho mình sẽ chống những cái tia UV bên ngoài, và chúng ta thấy là từ cái thời nhà Tống, từ cái thời rất là lâu, hoặc là những ở những cái triều đại mà ở cung đình Huế, coi những cái phim ngày xưa tại Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là người ta cho uống trà hoa cúc, đúng không anh chị? Và người ta biết là trong đó nó tốt, nó có các chất oxy hóa, đúng không chị, rất là tốt cho cái sức khỏe cũng như là cái làn da, và đã được sử dụng trong cái collagen peptide ring của Nutrilite các anh chị ha. Có ba cái thành phần, và khi mà gọi là kết hợp ba thành phần này lại với nhau thì là tăng cái hiệu quả của sản phẩm lên gấp rất nhiều lần các anh chị. Rồi thì chúng ta cũng nghe đâu đó những cái collagen từ từ ví dụ như là từ những cái bò, từ lợn hoặc là từ cừu các anh chị ha, mình cũng có nghe rất là nhiều những cái chiết xuất đó. Nhưng mà chúng ta thấy này, những cái bệnh học phần lỡ máu để bệnh bò điên, để bệnh cứng lợn, và rất là nhiều những bệnh khác trên cái công bằng chiết xuất mà collagen từ đó thì mình mới dùng một cái anh chị, mình đâu có biết cái nguồn nó như thế nào đúng không ạ. Đó, riêng á, cái collagen mà được chiết xuất từ cá tuyết, collagen oligopeptide từ cá tuyết các anh chị ha, thì nó lại cái nguy cơ mà nhiễm chéo mình, và cái nguồn mà từ cá tuyết là cái nguồn là khai thác là bình thường giá trị sinh học và cái độ tinh khiết cao các anh chị. Và khi mà chúng ta sẽ thấy này, khi mà kết hợp cái peptide đậu nành và cái collagen peptide các anh chị ha, thì chúng ta sẽ thấy nếu như mà một cái trường hợp này có sai thì có sử dụng là collagen là peptide thôi, thì trước và sau nó chỉ có tăng lên 3%, nhưng nếu mà sử dụng kết hợp giữa là peptide đậu nành và collagen peptide thì cải thiện lên 10%, thì chúng ta thấy là nó tăng lên gấp 3 lần đúng không ạ. Đó, và cái nguồn nguyên liệu hiện tại chúng ta đang dùng là sử dụng công nghệ này anh chị ha. Thì sau khi mà cái nghiên cứu này là kết cái kết quả là độ đàn hồi của làn da tăng lên đáng kể sau khi kết hợp đồng thời peptide đậu nành và collagen peptide, là so với là chỉ sử dụng là một collagen peptide chuyên biệt anh chị. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái chiết xuất hoa cúc đó ha, thì cái đối tượng là 62 phụ nữ tình nguyện là 30 đến 60, và cái thời gian nghiên cứu là 60 ngày. Thì đây là khi mà chúng ta dùng cái collagen á, ít nhất là phải dùng 60 ngày, một ngày là hai gói 60 ngày, thì á lúc đó cái cải thiện về làn da tăng lên đáng kể. Theo cái nghiên cứu này thì khi mà những cái người mà có những cái bệnh lý về nám á, thì tăng hiệu quả các anh chị, mình cứ thử dùng đi, thì mình sẽ thấy rằng là ngoài cái sức khỏe về cái làn da đi, nhưng mà cái sợi cơ tim nó cũng cần collagen, sợi sợi xương khớp, ở xương khớp những cái dây chằng, những cái dây chằng cũng là những cái sợi collagen, thì nó sẽ đến những cái cơ quan bên trong cơ thể trước và sau đó là biểu thị ra cái sức khỏe làn da các chị. À, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái hỗn hợp cái collagen peptide này thì có ba cái thành phần đặc biệt như thế. Và khi mà chúng ta sử dụng thì có thể là một đến hai gói, và cái cách uống thì chúng ta có thể là pha trực tiếp vào với lại là protein hoặc moniki, hoặc là chúng ta là có thể không hoặc là có thể với lại nước ép trái cây của trường các anh chị, nhưng mà đặc biệt là mình đừng uống quá nóng các anh chị nha, nó sẽ làm biến tính các anh chị, nên là mình chỉ uống là trở lạnh hoặc là cũng bình thường các anh chị ha. Có rất là nhiều cách, rất là ngon các anh chị. Đó thì vừa rồi thì Hằng đã đi qua về cái nhóm chất mà về cái dinh dưỡng cho cái làn da khỏe đẹp, thì chúng ta tổng hợp lại đi các anh chị ha. À, vậy thì chúng ta sẽ cần có cái gì ạ? Dinh dưỡng đa lượng thì gồm có cái gì các anh chị? Đạm, đường, béo này. À, trong cái vi lượng thì các anh chị chúng ta có cái gì? Vitamin, một số vitamin, một số khoáng chất thì nó có thể là nằm ở trong đâu ạ? Trong đó phải ít. À, ngoài ra những cái sản phẩm mà hỗ trợ chuyên biệt cho làn da, nói đến làn da chị sẽ nhớ đến cái gì ạ? E, collagen, C, được chưa ạ?
Rồi chúng ta đã có một cái kiến thức để chăm sóc cho làn da khỏe mạnh rồi. Cảm ơn các chị đã tham gia.